mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốc ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi, đời sanh lắm quả do người bất lương. Nhiều kẻ ác khó lường cho thâu, sống như là bèo gấu rừng quang. Biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thuở, rồi tiêu mà chớ có lâu đâu. Để cho kẻ oán người sầu, trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lối sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu khỏi lúc xa chân. Sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muốn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tâm ác nhân. Nên gìn cách sống chánh chân, cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toại mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chứ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít nay tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chốn vãng sanh. Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi. Người bị đọa từ khi vô thì, trôi nổi luôn
trong bể hồng trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân thì còn chịu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu may kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh. Nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê vạn thuở đeo sầu. Mê không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời, cho mình biến khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Thu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường xanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương. Ra là việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật cũng say mê vật chất như đời. Nhưng nhờ quang chiếu tột nơi, bao nhiêu ô nhiễm ở trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn. Kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chữ Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buồn nhất khách, nhưng cố mài thì sắc nên kim. Tự thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vẹn, cõi lành nên dùng quen cho xong. Đạo gương thay chủ nhân âm, cõi lành được trọn trái bóng bồ đề. Cái bên giác được qua, bồ đề cũng tự mình ra ráng tìm. Pháp sẵn niêm trong già, nghi mái quyền gì có khóa nơi lòng. Chưa tìm được đạo chưa thông, khi tìm thấy được đạo không còn mờ. Nên phản chiếu cho cơ đạo ngộ, ráng hồi quang cho lộ tâm khai. Quyết tu sẽ đắc có ngày, đạo thành tựu được nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành. Tin xưa Phật cùng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tin mình cùng siêu. Tin càng mạnh càng tiêu khiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm.
Có tin mây, có dám làm, mà không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Tin rồi phải sớm trưa thật hiền, nếu tình xuống ý nguyện chẳng thành. Ta bà thế giới chúng sanh, muốn tụ chân hòa phải tin đầy lòng. Đời sâu đầy như giống như bầu, tu kém tin dễ đạo dễ nghiêng. Có tin mới có nhận kiên, đức tin là bước đầu tiên tu hành. Lòng tin có sự thành sẽ có, tu tin thành dù khó cũng tu. Sâu tin thành mới quá cầu, người tin thành mới đảo màu chứng nên. Trong đời sống loạn lòng thế, cho đến chết coi hồng khó ra. Người sợ gì trách hà tội ác, vì nhục thân vì các dục tình. Tham tài mến sắc háo danh, hãy từ trong loạn tâm sanh cho người. Chìm nơi khổ hài, sống chết trong kiếp dài kiếp mây, mà không biết chán biết gây, bởi tâm loạn đã làm mê con người. Nay gặp lúc thành thời vật chất, dễ loạn tay loạn mắt loạn lòng. Tinh thần đạo pháp nếu không, con người dễ bị cuốn trong màn đời. Nếu muốn khỏi luân hồi thêm nữa, ráng mở thông sau cửa đang che, những điều Phật bảo nên nghe. Tập trung tâm niệm hướng về liên quan, trần lao ráng vượt ra cho khỏi. Dây oan đời mau cởi mở xong, con đường giải thoát một lòng kiếp này, có thể đi thông Phật đài. Tu có Phật chỉ bài không lạc, đi có người dẫn dắt không sai. Muốn tu thì phải tu ngay, đừng chờ đến mốc đến mai không rồi. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thấy mau tiêu. Nhìn đâu tay ách cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thế mau tiêu. Nhìn đâu tay ách cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Tu cho kiếp thần về trong sớm, mơ tu cho hùng tinh trốn khỏi làng. Tu cho hết kẻ ác gian, tu cho nước thành nhà an dân lành. Này tu chẳng những được sanh Phật quốc, mà tu còn được phước tài trần. Giữa đời thiên hạ tranh phân, sự tu sẽ khiến tình thân phục hồi. Người tu lỗi qua rồi biết hối, và biết lo tránh tội về sau. Tâm lòng từ thiện biết trao, nên người tu đáng đề cao trong đời. Tu giác ngộ đúng lời Phật thanh,
ấm cho đời như ánh thái dương. Sự tu của Phật chủ trương độ người cùng khắp và thương khắp cùng. Tu là vốn để dùng giải khổ, giải khổ đời bất cứ chuyện gì. Đường tu người nếu chịu đi, ngày đau khổ sẽ đổi kỳ an vui. Vui nhân hồi, vui nơi Phật hồi, do đường tu làm mối giao liên. Dịp mai của vạn muôn niên, khổ nhiều nhưng có Phật duyên đời này. Nghĩa kết thân xã hội, nên đem nhân sự đôi xóm làng. Có nhân nghĩa có dịu dàng, khô khan nhân nghĩa khô khan người đời. Nhân nghĩa khiến vui tươi cuộc sống, nhân nghĩa làm ấm nóng lòng dân. Nơi nào coi rẻ nghĩa nhân, tức nơi ấy sống khó khăn trăm đường. Nhiều người nghĩa phố phường trật tự, nhiều người nhân thế sự an hòa. Dù người khác nước khác gia, nhưng đều nhân nghĩa vẫn là như nhau. Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trầm ngày xưa. Tính nhân quả khá chừa ác nghiệp, biết thiên cơ hãy dẹp lòng tà. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi. Viết thiền có thể người sống được, lựa làm chi những việc hung tàn chỉ một thời gian, mối lo suốt kiếp dây oan muôn đời. Lương tâm của mỗi người đều có, nếu người làm mất nó đi rồi. Như cây đã mục gốc chồi, lúc nào cũng hiểu không hồi nào tươi. Đường tội phước nếu người biết nghĩ, việc giữ lành để phân ra. Không làm trái đạo người ta, dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chịu quả tốt, và cũng không cắn rứt lương tâm. Bạc muôn người có thể cầm, nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần lại chỗ thế gian. Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thay khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không?
không nhưng vì ích kỷ đành chốn trong người, ai ai cũng nên hồi tỉnh lại. Lấy tâm người đối đãi với nhau, giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tâm tốt ấy người cần nên có nó là có ngõ dạy oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống, mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui, đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Liên qua muôn đến nào phải khó, tâm tốt lành là ngõ đưa sang. Thế gian mà chẳng ác gian, không ai thì mốt may hoàng Phật thiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung. Nói qua thế sự sau cùng, mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài. Người rằng nói cho ai cũng rõ, đi liên đài do lộ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới, đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chớ ngại ngần gì, đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan. Đường gần hoặc giả đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đèo ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thăng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lành qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chúng liên quan, ấy do tâm của người ta tốt lành. Lành nếu tâm mình có được, sẽ khiến cho huệ phước sanh ra. Giải xong kiếp khổ người ta, do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muôn cất phải nền mong trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, mà như nhà muôn cất mầm mầm mống không. Thích ca cũng do lòng lành có, mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui, nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có lòng lành tuy khó ráng trao.
lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành này nên khuyên nhau tàu, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu thế, nên kết quả thâm sâu nhiều hơn. Chánh tuy là người mà thanh trong người, đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Người nói dứt giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai. Thấy rằng ấy mối liền đài, nếu ai biết năm có ngày được lên. Kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sửa giả thường ngày. Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiện, thiện càng nhiều đạo tiến càng mau. Thiện không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiện giáo tận tình. Thiện không những cho mình được có, còn thiện cho người nọ người kia. Thiện từ vui khổ sớt chia, đến an nguy cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao biết thiện, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng mở hiện lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sáng suốt khi mở mang. Người hòa và nước được an là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đầu, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên qua có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốt ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi, thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui.
tánh hung ác trong người chưa hết thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi đời sanh lắm quả do người bất lương, nhiều kẻ ác khó lường cho thâu. Sống như là bèo gấu rừng quang, biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thuở rồi tiêu mà chớ có lâu đâu, để cho kẻ oán người sầu trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lôi sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu cõi lúc xa chân. Sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muốn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tâm ác nhân, nên dình cách sống chánh chân cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toại mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chứ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít nay tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chốn giảng sanh. Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi. Người bị đọa từ khi vô thì, trôi nổi luôn trong bể hồng trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân, thì còn chịu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu mấy kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh. Nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê dạng thở đeo sầu. Mê
không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời, cho mình biến khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường xanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương. Ra là việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật cũng say mê vật chất như đời, nhưng nhờ quan chiếu tột nơi, bao nhiêu ô nhiễm ở trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn. Kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chữ Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buông nhất khách, nhưng cố mài thì sắc nên kim. Tự thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vẹn, cõi lành nên dùng quen cho xong. Đạo gương thay chủ nhân ông, cõi lành được trổ trái bóng bồ đề. Bồ đề cũng tự tâm ta, nhưng ông cũng tự mình ra ráng tìm. Chẳng công đức tổ tâm cứu được, sức để tu hành quyến thuộc độ qua. Muốn lìa cảnh khổ ta bà, phải công đức lớn phải là tu cao. Đức kém độ người đâu nhiều được, đò nhỏ không thể rước đông người. Đừng tu nửa thật nửa chơi, nên tu có chỉ độ đời thật to. Chi Phật chẳng riêng lo một kẻ, chi Phật là cho cả chúng sanh. Muốn tu như Phật đã thành, nên nói chỉ Phật mà hành không sai. Chỉ như Phật có ngày thành Phật, chỉ như phàm đến chết cũng phàm. Chỉ phàm việc đạo khó khăn, phải như chỉ Phật mới làm đạo xong. Chỉ Phật có đạo không thể hoài, chỉ Phật cao quỷ quay khó ngăn. Đời nay tu niệm khó khăn, không nhiều chỉ Phật dễ dàng bỏ trôi. Chỉ Phật ở mỗi người tự phát, Phật không thay phát được cho người. Có tâm muốn giải thoát đời, thì là chỉ Phật trong người phát ra. Muốn cứu vớt người ta hết khổ, chỉ Phật kia cũng có thể sanh.
Cho nên những kẻ tu hành thường do giải thoát với tình từ bi. Tuy mạt pháp kiềm ngôn được thính ấy nhờ duyên Phật vinh muôn xưa. Nếu cho là việc tình cờ không tu thì chẳng bao giờ biết tu. Nãy tu một phước thu gấp mấy, và đạo màu cũng thấy màu hơn. Khó tu trong buổi hạ quan mà tu được ấy là chân lòng thành. Tu hành giữa lời danh câu nhữ, tu hành trong thế sự đua bơi. Vẫn tu không lụy theo đời, người tu ấy nhất định ngồi tòa sen. Tu không phải yếu hèn tâm lực, mà người tu mạnh nhất tinh thần. Vừa là tự trị được thân, vừa là thân các trở ngăn bên ngoài. Việc khó bỏ, bỏ ngay tức khắc. Việc khó làm được mới thôi. Quyết tâm không thể đổi dời, người tu cứng rắn hơn người không tu. Khi người có việc cầu tha thiết thì tâm lòng cương quyết mạnh lên. Người tu sợ gì tu nên, nhờ lòng tha thiết tiến lên Phật đài. Tha thiết mới miệt mài cố gắng, tha thiết nên cay đắng không nào. Miệng là thỏa giả khát khao, dù hy sanh đến mực nào cũng vui. Lòng tha thiết trong người được vậy, tu thế nào cũng toại ý nguyện. Hỡi người muốn đến Hoa Liên, lòng tha thiết ấy phải liền trong tâm. Nên thường bữa âm thầm tưởng Phật, nghĩ ráng ngày đêm tu tập tánh lành. Chọn nghề sống thiện sống thanh, chứ nên sống ác sống tánh con người. Các việc phúc lợi đời ráng tạo, những điều không ngay thảo chớ làm. Làm người nhân đạo cho kham, tu hay là chẳng phải hàng nhà tu. Sống có nghĩa mặc dù sống khổ, ở có nhân tuy ở loạn thời. Nghĩa nhân chẳng xấu cho đời, nghĩa nhân chỉ tốt cho người mà thôi. Lời nhân nghĩa là lời đáng kính, chuyện nghĩa nhân là chuyện đáng thương. Không ai kinh thư bất lương, không ai thương kẻ trái đường. Nghĩa nhân kha lấy nghĩa kết thân xã hội. Nên đem nhân sự đôi xóm làng, có nhân nghĩa có dịu dàng. Khô khan nhân nghĩa khô khan người đời. Nhân nghĩa khiến vui tươi cuộc sống, nhân nghĩa làm ấm nóng lòng dân. Nơi nào coi rẻ nghĩa nhân, tức nơi ấy sống khó khăn trăm đường. Nhiều người nghĩa phố phường trật tự, nhiều người nhân thế sự an hoàng. Dù người khác
nước khác gia, nhưng đều nhân nghĩa vẫn là như nhau. Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trong ngày xưa. Tính nhân quả khá chừa ác nghiệp, biết thiên cơ hay dẹp lòng tàn. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi. Giết thiền có thể người sống được, lựa làm chi những việc hung tàn chỉ một thời gian, mối lo suốt kiếp dây oan muôn đời. Lương tâm của mỗi người đều có, nếu người làm mất nó đi rồi. Như cây đã mục gốc chồi, lúc nào cũng héo không hồi nào tươi. Đường tội phước nếu người biết nghĩ, việc giữ lành để phân ra. Không làm trái đạo người ta, dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chịu quả tốt, và cũng không căng rứt lương tâm. Bạc muôn người có thể cầm, nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần lại chỗ thế gian. Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thay khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không, nhưng vì ích kỷ đành chôn trong người. Ai ai cũng nên hồi tỉnh lại, lấy tâm người đối đãi với nhau. Giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tâm tốt ấy người cần nên có nó là có ngõ giải oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống, mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Thế gian mà chẳng ác gian, không nay thì mốt mây hoàng Phật thiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung. Nói qua thấy sự sau cùng, mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài.
người rằng nói cho ai cũng rõ, đi liền đài gió lộ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới, đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chớ ngại ngần gì, đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan. Đường gần hoặc xa đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đèo ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thăng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lần qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chốn liên quan ấy, do tâm của người ta tốt lành. Lành nếu tâm mình có được, sẽ khiến cho huệ phước sanh ra. Giải xong kiếp khổ người ta, do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muôn cất phải nền mong trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, mà như nhà muôn cất mầm mầm mong không. Thích ca cũng do lòng lành có, mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui, nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có, có lòng lành tuy khó ráng cao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành này nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu, thế nên kết quả thâm sâu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác, giống dữ không thể gặt quá lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mong thành được cơm. Muốn làm Phật chớ ôm tâm ác, tâm ác còn còn cát nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiện, các nghiệp quả cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo oan, kiếp đài cũng chẳng còn mang sau này.
nở đời nếu chẳng dai chẳng trả, giống ác không thì quả ác không. Mỗi người phải biết rằng lòng sống đừng gây tội ở trong cuộc đời. Sống thiện ấy là người biết sống, sống nay còn hy vọng ngày mới. Sống cho mình, sống cho đời, đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ, sống làm nhân chánh, tuy là người mà thanh trong người. Đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai. Thấy rằng ngay mối liền đài, nếu ai biết năm có ngày được lên. Kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sửa giả thường ngày. Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiền, thiền càng nhiều đạo tiến càng mau. Thiền không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiền giáo tận tình. Thiền không những cho mình được có, còn thiền cho người nọ người kia. Thiền từ vui khổ sớt chia đến an nguy, cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao biết thiền, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng mở hiện lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sản xuất khi mở mang. Người hòa và nước được an là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đầu, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốt ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi, thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi, đời sanh lắm quả do người bất lương. Nhiều kẻ ác khó lường cho thâu, sống như là bèo gấu rừng quang. Biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta.
sống như vậy chỉ là một thuở rồi tiêu mà chớ có lâu đâu. Để cho kẻ oán người sầu trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đoạ kiếp, chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lôi sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu coi lúc xa chân. Sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muốn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tâm ác nhân, nên dình cách sống chánh chân cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toái mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chứ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít nay tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này.